đi vào một nhà vườn, không biết chủ đâu, không biết tên là đâu, chỉ biết địa chỉ là chỗ gần bến xe Mỹ Đình trên đường Phạm Hùng các bạn. Tôi thấy cái ổi đẹp, cái ổi đẹp quá, à, rất nhiều quả, cái da nó trắng rất sạch sẽ, rất to nhé. Thì vào để quay chủ tí nữa tính sau. Đây, đầu tiên là cái ổi nó chật, nó khá chật nhưng mà cứ phải luồn lách cái ổi này nha. Có cái tử rất nhiều quả. Ổi này dễ ổi đào lắm các bác, ổi lòng đào ấy, hồng đào ấy. Đấy, quả ở ngoài nhìn bé mà vào trong to hết. Đây, hồng đệ nha, rất tự nhiên và rất đẹp các bác nha. Đấy, quả chi chít mùa quả, thực sự rất nhiều đàn. Đây, đường lên rất tự nhiên các bác, hoàn toàn tự nhiên, rất xanh tốt, trời đẹp, trời đẹp. Đây, đây này các bác. Ngoài cái cổng đây là mặt đường Phạm Hùng nhé, cái chỗ mà bán nhiều hoa với chậu. Phía này là bến xe Mỹ Đình này, phía này là Keng Nam này, xuôi này là Keng Nam, tí nữa giữa bến xe Mỹ Đình và Keng Nam nhé. Chả biết tên chả biết số, ngoài cổng cũng không có biển thông báo gì cả, thấy đẹp là vào thôi. Đây, cái da của nó trắng muốt, đặc biệt da rất là da trắng nha các bác, cây ổi da trắng đúng chất ổi đào đấy các bác, rất nhiều quả các bác để ý kỹ nha, rất nhiều quả, rất nhiều quả. Tiện đột nhập vườn là thích nhất cái cây ổi này, nhưng bên trong này thì cực kỳ nhiều cây đẹp, không phải là riêng cái cây ổi nữa. Nhiều những cây bonsai mini sang núi trực đón tùng rất nhỏ. Mùa nắng này các bác để bonsai lên những cây này nó mát cây, nó không bị khô đất, để những cây nước. Tiền đi qua rất nhiều lần nhưng không thấy chủ mở cửa bao giờ, không thấy chủ bao giờ. Đây là ông hàng xóm ông cũng bảo vào mà quay dành dành cụ dành dành cái to ấy đây. À đâu, bạch thiên hương hay vòng cách nhỉ. Thank you.
cây cẩm thị nữa này. Đại đại bút được đẹp á, khác độ chủ quyền. Nam Điền rụt rịt. Cốt Nam Điền rất đẹp. Một bức tranh. Chào. Nó cưa một cái bồi rất to. Đây, cái rình rành hồi nãy thằng Bạch Thiên Hương đây. Cho quay nốt mấy cây đó bác. Nốt mấy cây ngoài tí. Ở ngoài xóm à, cái cây xương cá. Xương cá. Cẩm thị. Đây có vẻ ổi. Ổi nhỏ hơn. Rất tự nhiên nhé. Xin 5 phút nữa anh nhá. Xin 5 phút nữa anh nhá. Cho xin 5 phút thôi nhá. Dạ. À thế à? Rồi. Anh có số của bác này, anh cho em hỏi cái cây ổi gì. Rồi. Đây các bác. Bác hàng xóm bác ấy bận phải đi nên bác không trông được cho nữa. Thì bác ấy bảo là ra để cho bác ấy về. Đây nó ở đoạn đường này đấy bác nhé, cổng này. Xung quanh là mặt đường Phạm Hùng là cái khu vực mà bán hoa trên cẩn. Đấy, bán chậu ấy. Đây. À, có cái biển này. Rồi, cây ổi kia đấy, rồi. Kiểu nhìn trong tù ra các bác. Nhìn trong tù ra. Bác hàng xóm cũng nhiệt tình lắm nhưng mà bận cái việc rồi nó không trông được mình người xa lạ mất mát gì nó cũng thiệt. Thôi thì cái tay run quá. Đấy, cái gì zoom vào tí kiểu như xem nghệ thuật qua tù ấy. Cây san sản hay còn gọi là cây oro ấy. Đấy thì thích nhất cây chuối kìa, vào cái khu vườn bày trí sử những cây mà nó kỹ thì chưa có nhưng mà đẳng cấp là có, đẳng cấp cốt cá nó có. Cây ổi thì dáng rất tự nhiên, thì các bạn nhìn từ xa nhìn có vẻ nó ra nhỏ, vào trong rất to ấy. Xe máy là khó chở, gần như không chở được bằng xe máy. Đây có cây kim tiền lũa, kim tiền. Và có một số cái cây đá với lại gỗ tự nhiên, gỗ lũa. Có tượng Phật Quan Âm mình ở trong gỗ nha. Cây cẩm thị và cây xương cá này rất là kinh khủng. Đấy, búi xanh xanh này. Một số những cây hoa bình thường thôi nhưng mà vì thế là trong chậu rất đẹp. Rất nắng nhưng mà bác ấy chăm cây khá là ổn. Ồ, bên này
bước vào được. Xong tắt quá. Đây linh sam. Linh sam này chắc để nuôi để lấy gốc lại chiết thôi. Linh sam. Rồi, chắc quay thế được bác. Lưu lại cái hồi chưa kịp chụp cái ảnh. Tối về để nghiên cứu bác nhá.